Anh chị các bạn, trong video này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề khá là mới trong cái khóa học 2023 này. Thế còn với mọi người thì mọi người cũng đã biết rồi, đó gọi là Facebook Reels, hay tiếng Việt gọi là thước phim. Vâng, thế thì trước hết mình phải hiểu là Facebook Reels hay thước phim là gì, nó có giống với Facebook Watch và video hay không? Xin thưa là không. Facebook Reels là một cái tính năng mà Facebook tung ra để cạnh tranh trực tiếp với TikTok. Nó chính là nền tảng video ngắn của Facebook, hay còn gọi là thước phim. Và hiện nay nó có mặt ở trên Facebook cá nhân cũng như là trên fanpage. Đấy. Ví dụ như các bạn vào Facebook cá nhân của tôi bằng điện thoại, các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái tab mặc định là tab post, tức là bài viết, và một cái tab ngay bên cạnh là tab Reels, là thước phim. Đó. Thì đây là một cái phần hồ sơ của thước phim, nó nằm trong tài khoản của profile. Đấy. Thế thì câu hỏi là thước phim là gì? Reels là gì? Thì đây là nền tảng tính năng video ngắn của Facebook và có mặt ở Facebook cá nhân, có mặt ở Facebook fanpage, được chưa ạ? Và nó cũng có trên Instagram. Đấy, thì nếu mà các bạn mà chơi Instagram thì các bạn cũng có sử dụng Facebook Reels. Và hiện nay Reels thì nó cho phép đăng chéo, tức là đăng trên Facebook và link thẳng sang Instagram, và ngược lại, Instagram đăng chéo từ Instagram sang Facebook được. Thế thì thước phim là như vậy. Bây giờ dùng thước phim vào việc gì? Trước hết là thước phim là một cái tính năng hiện nay được Facebook hết sức là lăng xê và cho hiển thị rất là nhiều. Ví dụ một video như thế này mà tôi đăng lên YouTube có khi được 1.000 lượt xem rất là khó. Thế nhưng mà video như thế này chỉ cần làm có 1 phút thôi, đưa lên trên Reels hoàn toàn có thể có được 1.000, 2.000 lượt xem, hoặc là nếu tốt nữa thì được nhiều hơn. Đấy. Thì cái tính năng của Reels này nó về cơ bản nó khá là giống với TikTok. Nếu các bạn đã chơi TikTok, các bạn đã làm TikTok và các bạn đã kiếm tiền trên TikTok thì các bạn sẽ thấy là nó na ná như thế. Nó không hẳn đâu, nhưng mà nó na ná như thế. Có thể là thuật toán khác nhau, lượng người dùng khác nhau, rồi thói quen sử dụng khác nhau. Nhưng mà ông tổ của cái món video ngắn thì phải là TikTok trên nền tảng quốc tế, và Douyin tại nền tảng của Trung Quốc nội địa. Ok, thế thì bây giờ làm Reels là làm gì và có bán được hàng không? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng ta truy cập vào Facebook, đúng không ạ? Thì chúng ta có thấy ở đây, đây, chúng ta có thể đăng được thước phim trên fanpage của chúng ta. Vâng, tất nhiên là chúng ta phải chuyển đổi sang cái phần tài khoản của fanpage thì chúng ta mới đăng được. Đấy. Thì chúng ta có thể đăng các thước phim của chúng ta lên đây. Đấy, với điều kiện là cái trong máy tính của chúng ta đã có một cái video ngắn. Đấy, cái video ngắn này chúng ta tạo ra bằng điện thoại di động, chúng ta tạo ra bằng cách thức quay, rồi thì dựng video trên phần mềm vân vân. Nhưng mà video ngắn thì chúng ta nhớ rằng là nó chỉ có thời lượng khoảng dưới 60 giây là đẹp. Hiện nay Facebook thì cho phép chúng ta là lên tới 90 giây, nhưng mà khoảng 60 giây là đẹp, bởi vì đấy là chuẩn của TikTok nó đưa ra. Và trên 1 phút cũng ok, nhưng mà đây là cái chuẩn mà tôi khuyến cáo cho mọi người. Thì mọi người chọn video mọi người tải lên. Đấy, một cái video mà mình nói về sản phẩm của mình nói về dịch vụ của mình. Đấy, tất nhiên là mình phải sản xuất theo cái hướng, mình phải sản xuất theo cái hướng là nội dung của nó phải hay, phải hấp dẫn, phải giải trí, phải hài hước và phải có âm nhạc tốt. Đấy, thì chúng ta mới đưa lên đây nó mới ăn thua. Đấy, các bạn hiểu chưa ạ? Đấy, và chúng ta cũng kèm theo những cái thẻ hashtag này kia nữa. Đấy, thì chúng ta có thể đăng lên đây bằng máy tính hoặc là bằng điện thoại. Trên tài khoản Facebook cá nhân thì chúng ta có thể tạo Reels bằng chính cái app của Facebook. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta bấm vào tôi dùng tiếng Anh nhé, các bạn dùng tiếng Việt thì các bạn đã tạo thước phim này, thì tôi là Create Reels, đúng không ạ? Mình có thể tạo từ hình ảnh, hoặc là mình cũng có thể tạo từ video, mình có thể lọc video. Đó. Ví dụ như thế này. Đấy, thì những cái video ngắn
mình quay những cái video ngắn mình đưa lên đây, đúng không? Đấy, mình đưa lên. Đấy, ví dụ như thế. Vâng, làm thế nào để có thể phát triển được một video có hàng triệu lượt xem và kênh video ngắn có hàng triệu lượt theo dõi? Thì đầu tiên là chúng ta cần phải phát triển. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta làm thì nó có những cái phần mềm nó hỗ trợ chúng ta. Đây, chúng ta có thể cho thêm nhạc, audio. Đấy, rồi thì tăng cường cái tiếng nó nghe nó tốt hơn. Đấy, rồi thì bắn text, tức là bắn cái phần chữ trên màn hình. Đấy, tạo hiệu ứng, ví dụ như là hiệu ứng sáng hơn. Đấy, rồi hiệu ứng trông nó tô son, trông ghê chết thì được. Nhưng mà chắc là các chị em sẽ thích cái hiệu ứng này. Đấy, kiểu kiểu như thế. Đấy, rồi mình chèn âm nhạc vào vân vân. Thế sau đó mình up lên Reels. Đấy, và mình có kế hoạch up hàng ngày, hàng giờ. Đấy, mình có kế hoạch phát triển nó thường xuyên liên tục. Mình sẽ bán được hàng. Đấy, người ta xem sản phẩm, người ta thấy cái video nó hữu ích quá, thế người ta sẽ nhắn cho mình, người ta mua hàng. Đấy gọi là Reels. Và Reels hiện nay được hiển thị rất là nhiều, cho nên chúng ta nên có một chiến lược phát triển video ngắn cho cái nền tảng Facebook cá nhân cũng như nền tảng fanpage của chúng ta. Thế thì phát triển Reels nó có tác dụng gì? Phát triển Reels thứ nhất là nó sẽ làm tăng lượt theo dõi cho fanpage và tăng lượt theo dõi hoặc là lượt bạn bè cho trang cá nhân. Đấy, cho tài khoản Facebook profile hoặc là trang cá nhân tăng rất mạnh. Đấy, những cái nội dung chúng ta có thể chia sẻ ví dụ như là về chuyên môn, về kỹ thuật, về giải trí, hài hước, bất kể một cái chủ đề gì mà chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm. Đấy là cách mà chúng ta sẽ làm thước phim đấy. Đấy, cách mà chúng ta sẽ làm, được chưa ạ? Và chúng ta sản xuất hàng ngày thường xuyên liên tục. Đấy, thế còn làm kịch bản như thế nào, chủ đề ra làm sao, hiệu ứng như thế nào, thì đó là những cái câu chuyện mà chúng ta lại phải xem những cái video khác. Tôi sẽ nói về cách xây kịch bản, tôi sẽ nói về ý tưởng, tôi sẽ nói về giải trí, tôi sẽ nói về kỹ thuật quay, tôi sẽ nói về phần mềm biên tập video. Phần mềm biên tập video các bạn cũng có thể sử dụng phần mềm CapCut của TikTok. Đấy, sau đó thì các bạn mới đẩy lên trên Reels của mình. Và nhớ rằng là những cái video ngắn thì nên tập trung vào một cái nội dung đơn giản thôi và có tính giải trí cao. Đấy, có cảm xúc và có những cái giá trị cho đi. Đấy, thí dụ như tại sao những cái video về nấu ăn, video về hài hước, video về những cô nàng xinh đẹp thì lại rất là nhiều lượt xem ở trên này. Đấy, và giúp bán được hàng trực tiếp luôn, giúp tăng được lượt theo dõi rất đáng kể. Ngoài ra thì Reels cũng cho phép các bạn kiếm tiền. Tức là khi mà các kênh của bạn ngon, các bạn có thể bật chế độ kiếm tiền trên Reels, tức là giống như trên YouTube, thì Facebook có thể chia sẻ một phần tiền quảng cáo Facebook thu được cho các nhà phát triển nội dung trên Reels. Đấy. Thì khi mà chúng ta đạt đủ điều kiện thì chúng ta bật nó lên. Đấy, chúng ta bật nó lên để làm gì? Để chúng ta kiếm tiền. Hoặc là chúng ta live stream, chúng ta đăng video Reels thì cũng có thể có người ta sẽ mua vật phẩm ảo, người ta tặng cho chúng ta. Đấy là cái tính năng Reels, mà là một tính năng rất là hấp dẫn. Các bạn nên đầu tư công sức, thời gian để phát triển cho Facebook cá nhân và cho cả fanpage của mình. Đấy, có lộ trình phát triển, có KPI phát triển, có chiến lược, có định hướng rất là rõ ràng. Được chưa ạ? Vâng, và làm Reels hay là làm TikTok nó rất là dễ ở chỗ là nó chỉ có 1 phút. Thế còn ví dụ như các bạn thấy là tôi làm như này thì tôi phải chuẩn bị rất nhiều kiến thức, tôi phải làm rất nhiều video và cái nội dung nó rất là dài. Đấy, với 10 phút tôi nói, với 20 phút tôi nói thì các bạn đã có thể làm được 5 cái video trên Reels hoặc là trên Short của YouTube hoặc là trên TikTok rồi. Đấy, học viên của tôi có bạn chỉ mỗi ngày bạn chỉ làm có 2 phút một cái video. Video đấy là bạn ấy lấy một cái ảnh thôi, thế sau bạn tạo hiệu ứng cái ảnh ấy lên, thế sau đó thì bạn ấy lồng tiếng một cái chủ đề vào, thì vì bạn ấy xinh trông lung linh, thế là trong vòng 6 tháng cái kênh của bạn ấy lên được 100.000 lượt theo dõi. Thế và sau đó thì bạn ấy quay ra bạn ấy bán hàng thôi, đúng không? Rất là tuyệt vời đó. Và nếu như các bạn cần được tư vấn trợ giúp về bán hàng trên Reels hoặc là chạy quảng cáo trên nền tảng Reels vân vân, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào.